Thuấn di bọn hắn vậy mà nắm giữ ra loại hồn kỹ này. Không đúng, dường như không giống như là hồn kỹ, mà giống như là năng lực của hồn đạo khí. Tư Tam Thành giật mình có điều, và lúc này hắn cũng không cần để ý gì khác, trước lao ra lại nói, giơ lên huyền vũ thuẫn trong tay, hắn trực tiếp liền xông ra bên ngoài, chỉ cần xa đến bên ngoài liền có thể triệu hoán thủ quân. Thế nhưng mà hắn mới vừa vặn là xông sang một bước, ngay sau đó thân thể quán liền bay ngược lên, một lần nữa trở lại bên trong đại điện. Tiếng nổ trầm thấp, hào quang màu cam kia cơ hồ là đồng thời phóng ra. Hồn đạo sư cấp 9, bên ngoài có một hồn đạo sư cấp 9. Tư Tam Thạch lúc này phẫn nộ gầm thét. Lúc này Quý Thiệt Trần dẫn đầu, các đồng bọn khác đều đã đi tới bên cạnh hắn, vừa vặn nhìn thấy hắn bị oanh kích trở về. Nghe được Tư Tam Thạch nói mấy chữ hồn đạo sư cấp 9, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên mà khó coi. Nếu như là một đối một, Tư Tam Thạch thật sự đúng là không sợ một hồn đạo sư cấp 9, bằng vào năng lực phòng ngự cường đại của bản thân hắn, coi như chiến thắng không được đối phương, quần nhau vẫn không có vấn đề gì cả. Mà một khi choán cơ hội, hồn đạo sư cấp 9 rất có thể liền sẽ gãy ở trong tay của hắn. Thế nhưng tình huống trước mắt không giống, còn bao nhiêu hồn sư ở đây. Mặc dù quần sư Đấu La lúc này đã triệt để tiêu vong ở trong thánh quang cáo tử thiên sứ, thế nhưng mà trong đại điện còn có 4 tên phong hào Đấu La, trong đó 2 người bị Diệp Cốt Y trọng thương, nhưng mà sức chiến đấu vẫn còn, chỉ có điều là bị suy yếu. Còn có một vị thích khách phong hào Đấu La cùng một vị phong ngự phong hào Đấu La. Dưới tình huống ở bên ngoài có một hồn đạo sư cấp 9 nhìn chằm chằm, bọn hắn muốn chạy trốn đã trở thành sự tình gần như là không có khả năng. Làm sao đến tột cùng là cũng phải xử lý thế nào. Vừa rồi liên tiếp buộc phát ra đã hào hết sạch hồn lực của Diệp Cốt Y. Tu vi những người khác mặc dù cũng còn, thế nhưng mà bọn hắn lại muốn thể hiện ra một vòng buộc phát ra vừa rồi cũng đã không có khả năng. Diệp Cốt Y bây giờ mất đi sức chiến đấu, còn có Tuyết Linh Huân tu vi yếu kém phải bảo vệ, lúc này thì dường như mới rơi vào tử cục chân chính. Tuyết Lãnh âm thanh trầm thấp từ bên ngoài truyền vào, chết chắc, các người đều chết chắc, nếu như không có thuấn di năng của lão sư ta, có lẽ các ngươi còn thật sự là có thể đắc thủ. Đáng tiếc hết thảy đã sớm trong tính toán của chúng ta, cho nên các người vẫn là chết chắc, một người cũng không thể nào sống sót. Giết bọn hắn đã kiệt sức rồi. Lúc này ở bên trong đại điện còn thừa lại 20 mấy tên hồn sư, vì thích khách phong hào Đô La kia cũng đã hiện thân. 4 tên phong hào Đô La từ tứ phương khác nhau mà mang theo các hồn sư mà xung lại. Vẻ tuyệt vọng dần dần hiện ra khuôn mặt của mọi người đồng môn. Nam Thu Thu lúc này cắn chặt răng, đem Diệp Cốt Y sau lưng buông ra, cấp tốc mặc vào băng cực chiến thần giáp của bản thân. Băng cực chiến thần giáp của nàng mặc dù không bằng của Vũ Hào, thế nhưng cũng đủ làm cho nàng tạm thời có đường thực lực đến gần cấp độ phong hào Đô La. Tuyết Linh Huân mặc dù kinh nghiệm thực chiến không tính là phong phú, thế nhưng tổ dưỡng chiến đấu cơ bản vẫn còn. Nàng rất rõ ràng loại tu vi này của bản thân chỉ có thể cho mọi người thêm phiền, cho nên rất là tự giác lùi ra phía sau, thu hộ lấy ở bên người Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trong hai tay đều nắm lấy một cái bình sữa, hoàn toàn không để tới hết thể ngoại giới, bắt đầu toàn lực khôi phục lại hồn lực, có thể khôi phục một chút chính là một chút. Loại công diện trước mắt muốn trường tiêm phá về đã rất là không có khả năng, bọn hắn có thể làm chính là tận khả năng cùng địch nhân tương bính. Một hồn đạo sư cấp 9 ở bên ngoài hiển nhiên cũng không có định tiến đến, không gian rộng lớn ở bên ngoài mới để chán thi triển ra tốt nhất, mà loại không gian tương đối bế tắc ở bên trong đại điện kia đối mặt với đỉnh cấp hồn sư là không khôn ngoan. Huống chi tất cả mọi người đều cho rằng hồn sư còn lại ở bên trong đối phó mọi người đã đủ. Tư Tam Thành khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm huyền vũ thuẫn, sải bước đi đến phía trước Nam Thu Thu. Quý Thiệt Trần cùng với Nam Thu Thu riêng phần của mình đứng hai bên thân thể của hắn, Giang Nam Nam ở hậu phương. 4 người sắp xếp thành chiến trận đơn giản, 4 tên phong hào Đô La chậm rãi hướng ở phía trước, nhưng mà lại đều không có nóng lòng tiến công. Trước đó mọi người đường môn một vòng bộc phát xa, quả thực là lưu lại cho bản thân ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chỉ vài lần thời gian hơi thở, liền đã xử lý một phong hào Đô La. Mặc dù bản hắn cũng bởi vì lần bộc phát đó mà dẫn đến một phong hào Đô La tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng trực tiếp bị xử lý thế như trước là một trời một vực. Hơn nữa tên phong hào Đô La cường đại kia đang có ý đồ khôi phục lại hồn lực, cũng không phải là hiện tượng gì tốt, nhưng bọn hắn cũng tương tự không dám quá gấp, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn và sinh mệnh chỉ có một lần, lần nào mà mạo hiểm rất có thể liền sẽ bị mất mạng. Dưới tình huống ưu thế tuyệt đối, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc nghếch như vậy. Các hồn Đô La hồn thánh sau lưng 4 tên phong hào Đô La nhào nhào phóng ra vun chân thân của bản thân, chỉ dưới trạng thái vun chân thân bọn hắn mới có thể hiện ra được thực lực cường đại nhất của bản thân. Vũ hồn chân thân cường đại, sức chiến đấu khủng bố ngay tại một khắc này sắp triển khai, khí tương cường hoàn tràn ngập ra ở trong không khí. 4 tên phong hào Đô La không có thi triển ra vũ hồn chân thân là bởi vì như vậy càng thêm linh hoạt, bọn hắn chỉ cần ngăn trở ra mấy người từ Tam Thạch bộc phát, còn thừa 20 mấy tên hồn thánh hồn Đô La toàn lực công kích đã đủ đem bọn hắn bao phủ. Kế sách này không thể bảo là không độc ác, mà mọi người của đường môn thậm chí là không thể lùi lại. Từng hình thải vô hồn kia chân thân khác nhau mà chậm rãi hiện ra, không khí đều tự như là trở nên ngưng trọng. Trên người của Từ Tam Thạch lúc này quang mang lóe lên, huyền vũ thuẫn trong tay kim quang đại phóng, phong thích ra ánh sáng chóa tòa. Chỉ cần đối phương vừa động thủ, hắn ngay lập tức sẽ thi triển ra huyền vũ chân thân của bản thân. Bằng vào huyền vũ chân thân, hắn có lòng tin có thể phòng ngự được đối thủ công kích một đoạn thời gian. Về phần trong đoạn thời gian đó, đồng bạn có thể đánh giết bao nhiêu địch nhân, vậy liền chỉ có thể phó thác cho trời. Đã đi không được vậy thì liền tận khả năng đánh giết đối thủ đi. Trong thời khắc song phương dương cung bạt kiếm, chiến sự hết sức là căng thẳng, đột nhiên bên ngoài truyền ra một tiếng âm thanh kêu thảm ngắn ngủi. Nghe được một tiếng hét thảm này, bốn tên phong hào đối diện Từ Tam Thạch đều biến sắc. Bên ngoài căn bản là không có người của Từ Tam Thạch, người có thể phát ra tiếng kêu thảm đồng thời truyền vào đây cũng chỉ có người của bọn hắn mà thôi. Nói một cách khác, rất có thể là viện quân của Từ Tam Thạch đến. Dưới tình huống này, bọn hắn nào còn dám có nửa phần giữ lại. Bốn tên phong hào đồng thời chật quát một tiếng, hướng về mọi người công kích. Các hồn thánh hồn phía sau cũng đã đều toàn lực ứng phó, phóng thích ra hồn kỹ của bản thân. Trong lúc nhất thời, các loại hồn kỹ giống như là phù thiên cái địa từ bốn phương tám hướng mà tràn tới. Mục tiêu chỉ có một, toàn bộ đều là Từ Tam Thạch ở chính diện. Chỉ cần đánh tan Từ Tam Thạch, sức chiến đấu của những người khác tuy mạnh, thế nhưng mà lực lượng phòng ngự là tuyệt đối không đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền có thể đem những người này đánh chết không còn một mảnh nào cả. Thế nhưng mà cũng ngay tại lúc này, bốn tên phong hào đều nhìn thấy Từ Tam Thạch chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng, trên mặt ngược lại toát ra một nụ cười quỷ dị. Không sai, chỉ là nụ cười quỷ dị. Hắn đột nhiên xoay người, thậm chí là dùng sau lưng đối với những người trước mắt, huyền vũ thuẫn trong tay hướng về hư không vung lên, đệ tứ hồn hoàn trên người hào quang tỏa sáng, chỉ là thần ký cường đại của Vĩnh Hằng Chi Ngự Từ Tam Thạch, huyền vũ trí hoán. Quang mang lóe lên, Từ Tam Thạch liền biến mất đi bóng sáng. Tất cả hồn sư đi theo Tuyết Khuê Tuyết Lãnh đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn liền đi rồi sao? Mặc dù không biết hắn là như thế nào giờ đi, thế nhưng mà hắn vừa đi, mọi người Đường Môn phía sau cũng thần sinh mẫu thần kia của hắn liền phải đối mặt với tất cả công kích, đều sẽ chết. Vào lúc này hắn vậy mà chạy trốn, suy nghĩ xuất hiện nhanh như vậy, thế nhưng mà kết thúc cũng tương tự rất nhanh. Quang mang lóe lên, ở trong nháy mắt của Từ Tam Thạch biến mất, một thân ảnh khác liền thay thế vị trí lúc trước của hắn. Ngay sau đó thì từ đao thân ảnh này phóng ra ánh sáng chói lòa vô bì, không khí bỗng nhiên trở nên cực lạnh, toàn bộ nhiệt độ ở trong đại điện kia lập tức giảm mạnh, vô số gai băng giống như là hoa tuyết lập tức lấy thân thể của người kia làm điểm xuất phát, hướng về đám thủ hạ của Tuyết Khuê Tuyết Lãnh mà lan tràn xa. Từng cây gai băng chừng là cao 3 mét, ngang nhiên đem hồn ký bay tới toàn bộ đâm xuyên, chặn đường. Ngay cả bốn tên phong hào cũng chỉ có thể dùng hồn ký của bản thân mà đi công kích những gai băng này, để tránh bản thân thể của mình bị xâm chiếm. Một nam tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện ra ở vị trí trước đó của Từ Tam Thạch, cũng chỉ là một hồn kỹ, chỉ một cái hồn kỹ liền đem công kích của tất cả mọi người toàn bộ cản lại. Từng cây gai băng dài 3 mét cứng rắn, năng lượng ẩn chứa bên trong đó khiến cho hồn thánh hồn hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Cho dù bốn tên phong hào cũng chỉ có thể bị đẩy lùi ra. Linh hồn bạo chấn được phát động, âm thanh trầm thấp từ bên trong miệng thanh niên áo trắng vang lên. Ngay sau đó thì không khí liền trở nên hư ảo. Bốn tên phong hào hồn xưa cầm đầu chỉ cảm thấy đầu như là bị búa đạn vậy, thân thể kịch liệt run rẩy, từng kêu lên run run mà lùi lại. Tất cả những hồn ký muốn tiếp tục kia thì triển ra để bị đứt quãng. Những hồn sư tu vi hồn thánh tình huống thảm nhất, từng người trực tiếp từ trạng thái vun chân thân giải trừ ra, đồng thời lùi về phía sau, thất khiếu chảy máu, đã nhận trọng thương. Quân thể hư nhược, một vòng bạch sắc quang đoàn khuếch tán ra, lại lần nữa bao phủ tất cả mọi người. Cảm giác suy yếu mãnh liệt kia đang phi tốc tước đoạt ra lấy thân thể lực bọn họ. Thanh niên áo trắng kia giống như chính là đem bản thân muốn làm cái gì đều nói cho bọn hắn. Âm thanh của hắn lại một lần nữa vang lên, tinh thần hỗn loạn. Bốn cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện, phân biệt xuất hiện trên người của bốn tên phong hào làm bọn hắn đều lâm vào mờ mịt và ngắn ngủi. Thanh niên áo trắng nâng lên tay phải, một đạo hào quang màu lam đậm kia xuất hiện ra trong tay của hắn, chính là một thanh âm lam sắc, một trường kiếm thon dài. Trường kiếm lập tức chém ra, bốn tên phong hào đều hóa thành băng điêu, hướng về sau ngã đi. Một kinh băng phong 4 là bực nào uy năng, thế nhưng mà càng thêm khủng bố còn ở đằng sau. Thổ lên đi, bạo phong tuyết, vô số bông tuyết liền ở trong hư không kia lơ lửng xuất hiện. Bão tuyết cuồng bạo kia giống như là giếng phun hướng về đám hồn sư ùa đến. Nhiệt độ chỉ trong nháy mắt đó liền hạ xuống đến âm 200 độ trở xuống, mà hết lần này tới lần khác sau lưng của thanh niên áo trắng kia lại ấm áp ra như mùa xuân. Toàn thân huyết sinh phảng phất đều đông kết, lại thêm quần thể hư nhược cùng với linh hồn bạo chấn. Những hồn thánh hồn ngày thường kia đều rất là cường đại, từng người chỉ có thể co do mà thân thể, liều mạng thôi động hồn lực hồn kỹ phòng ngự bản thân. Đáng tiếc hết thể giống như cũng là phí công. Trước mặt báo tuyên cuồng báo, nhiệt độ siêu thấp khủng bố, bọn hắn chỉ là bởi vì tu vi cao thấp khác biệt, thời gian ngăn cản có điều khác biệt mà thôi. 10 giây sau đó, toàn bộ một bên đại điện kia đã hoàn toàn là thế giới băng điêu. Từ lúc xuất hiện đến khi chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình chẳng qua là mấy chục giây mà thôi, hết thảy đều an tĩnh. Bên ngoài đại điện, hai thân ảnh mang theo hai thân ảnh khác đi đến. Từ Tam Thạch ở trong tay nắm lấy Tuyết Khuê, một nữ tử khác có mái tóc dài màu phấn lam, trong tay nắm lấy giáp trụ trên người của Tuyết Linh. Tuyết Thị là phụ tử, sắc mặt là xám xanh, đều cúi đầu thấp đầu giữ im lặng. Thanh niên áo trắng xoay người, nhìn về phía mọi người, nhếch miệng cười: "Mọi người hảo chứ, có nhớ ta hay không?" Nam Thu Thu không chút khách khí đấm ngay vào người quán một quyền: "Ngươi thế nào bây giờ mới đến?" Thanh niên áo trắng cười khổ rồi nói: "Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao?" Nam Thu Thu hừ một tiếng: "Muốn ôn nhu tìm Vũ Đồng của nhà ngươi đi, Vũ Đồng ngươi không có việc gì thật sự quá tốt." "Không sai, thanh niên áo trắng còn không phải là Vũ Hạo sao? Ngươi cùng với Từ Tam Thạch cùng một chỗ đi tới, sinh nhân chính là Đường Vũ Đồng." Từ Tam Thạch ở trên mặt trước đó sở dĩ sẽ hiện ra nụ cười quỷ dị, cũng bởi vì hắn lại một lần nữa cảm nhận được tinh thần tham chắc cộng hưởng bản thân quen thuộc nhất. Vũ Hạo chỉ nói cho hắn muốn cùng với hắn thay đổi vị trí, kết quả là Huyền Vũ Chỉ Hoán liền đem Vũ Hạo đưa đến bên trong đại điện. Quá trình sau đó liền đơn giản, các cường giả khiến cho người khác tuyệt vọng trước mặt Vũ Hạo, vậy mà giống như bị bẻ gãy nghiền nát, liên bị giải quyết. Diệp Cốt Y cũng không còn minh tưởng đứng lên, cùng với Quý Tiêu Trần nhìn nhau lại nhìn Vũ Hạo trước mắt, giống như là nhìn quái nhân vậy. Vũ Hạo lúc này một mặt cười khổ nói: "Các ngươi đừng có nhìn ta có được hay không, ta sẽ xấu hổ đó." Quý Tiêu Trần lúc này một cái bước xa lên đến trước mặt của Vũ Hạo, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ngươi là làm sao làm được, có những người đã đột phá sơ cấp Đố La cũng không được, căn bản là hồn kỹ cường đại như thế nào, liền đem nhiều cường giả giải quyết, quả thật là quá bất khả tư nghị." Kiếm sĩ bình thường rất ít nói nhiều như vậy, đến mức thời điểm nói ra lời này thậm chí là có một chút lói lắp. Vũ Hạo lúc này cười hăng hắc rồi nói: "Ta cùng với Vũ Đồng khôi phục lại xung hợp vũ hồn, vừa rồi chúng ta một mực ở cùng một chỗ, hơn nữa bây giờ hiệu quả xung hợp vũ hồn của chúng ta dưới sự khống chế tận lực coi như là hai chúng ta tách ra cũng có thể duy trì khoảng 10 giây, mà trong vòng 10 giây này các người nhìn lấy chính là Vũ Hạo vô hạn đến gần cực hạn Đố La, đồng thời có đường vũ hồn cực hạn, mấy con cá nhỏ này thì có ra sao cơ chứ?" Hơn một tháng trước, mỗi khi mà hắn còn không có thành tựu siêu cấp Đố La, chỉ bằng sức một mình đã đại quân đế quốc Nhật Nguyệt lui binh, lại càng không cần phải nói bây giờ, căn bản đều không cần mặc vào băng cực chiến thần giáp, hắn liền có thể để cho các phong hào Đố La trước mặt tu vi cao nhất là bất quá cấp 92 toàn quân mà bị diệt. Có điều bị cực hạn bằng đồng kết, những người này cũng chưa chết, mà là tất cả đều bị đông cứng, sinh mạng vẫn còn, chỉ có điều tính mạng của bản hắn bây giờ đều nằm trong tay của Vũ Hạo. Từ Tâm Thành đem Tuyết Khuê ném xuống mặt đất, cũng không nhìn hắn cái nào. Đối với Tuyết Khuê cũng Tuyết Lãnh, hắn sớm đã có lấy sát cơ nồng đậm. Tuyết Linh Huân lúc này cũng tới bên cạnh Từ Tam Thạch, một mặt tò mò nhìn Từ Tam Thạch sẽ hỏi: "Tam Thạch, vị này là tiền bối cho học viện xử lý các con sao? Nhìn thế nào mà trẻ tuổi như vậy? Tiền bối, người là thế nào bảo dưỡng dung nhan?" Từ Tam Thạch lúc này cơ mặt một trận run rẩy, lão mẫu thân của bản thân lại cái gì cũng tốt, chỉ là có một lúc có một chút sứt chỉ, đương nhiên nếu như không phải bởi vì một điểm này, lúc trước lão trà cũng chưa chắc có thể đem lão mụ bắt cóc đi, tổng thể mà nói vẫn là sứt chỉ tốt một chút đi. "Mẫu thân, người liền đừng có làm trò cười, đây không phải tiền bối gì cả, là huynh đệ của con, chuẩn xác mà nói là sư đệ của con." Hoắc Vũ Hạo chỉ là người trước đây không lâu chuyển đến tin tức bằng vào sức một mình thăng tiếp là thắng liên tiếp 7 trận, đánh tan 5 tên phong hào Đố La cùng với 2 tên hồn đạo sư cấp 9, Tu La Chỉ Đồng Linh Băng Đố La Hoắc Vũ Hạo, vì này chính là Long Điệp Đố La Đường Vũ Đồng. Tuyết Linh Huân mở to hai mắt nhìn lấy Vũ Hạo, lại nhìn lấy Từ Tam Thạch. Vũ Hạo vội vàng kéo Đường Vũ Đồng tiến lên hành lễ sẽ nói: "Bá mẫu ngày khỏe chứ?" Tuyết Linh Huân lúc này nuốt sang một hớp nước miếng, đột nhiên một bàn tay xếp trên cánh tay của Từ Tam Thạch: "Tiểu tử thối, con quả thực là chính là phế vật, con xem người ta một chút đi, so với con niên kỷ còn nhỏ hơn." Từ Tam Thạch lập tức giở khóc giở cười mà nói: "Mẫu thân, người bình thường có thể cùng với quái vật so sánh sao? Tiểu sư đệ thế như trước là quái vật trong quái vật, con trai của người dĩ nhiên không tệ, người biên thỏa mãn thường hạnh phúc đi." Khu khu, Giang Nam Nam lúc này ở bên cạnh ho khan hai tiếng sẽ nói: "Tam Thạch bá mẫu, chúng ta không phải trước nên là đem chuyện trước mắt xử lý một chút."